Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria và Virginia, Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, Hồng Truyền Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố cổ xưa nhất châu Âu tại Bulgaria. Brodiv là thành phố lớn thứ hai ở Bulgaria và là thủ phủ của tỉnh Brody. Với lịch sử hơn 6.000 năm, thành phố này nổi tiếng bởi nền văn hóa cổ xưa và đa sắc tộc. Đây cũng là thành phố lâu đời nhất được biết đến ở châu Âu. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria đã tổ chức một sự kiện ở Brody để giới thiệu môn tu luyện tới công chúng và nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc đã kéo dài suốt 24 năm qua. Trong hoạt động kéo dài 4 giờ này, các học viên đã thu thập chữ ký cho hai bản kiến nghị. Một bản lên án những hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có cuộc bức hại các học viên, còn bản kia kêu gọi chính quyền Bulgaria đảm bảo rằng các công dân và tổ chức tại Bulgaria không tham gia vào các hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự kiện đã được tổ chức trước kỳ bầu cử tại địa phương vào ngày 29 tháng 10. Bởi vậy, nhiều ứng cử viên đã ghé thăm quầy thông tin để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Sau khi nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, họ đã bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Bà Maya Monolova là một cựu nghị sĩ của 4 nhiệm kỳ Quốc hội Bulgaria và là cựu thanh tra viên quốc gia. Bà cùng với các nhân viên của mình đã chăm chú lắng nghe lời giải thích của một học viên về tình hình ở Trung Quốc. Mọi người đều lấy tờ thông tin. Bà Monolova và nhân viên quan hệ công chúng của bà cho hay họ sẽ xem xét nhiều hơn đến sự hỗ trợ của quốc tế dành cho Pháp Luân Đại Pháp và bảo vệ nhân quyền cho các học viên ở Trung Quốc. Ứng cử viên cho vị trí Ủy viên Hội đồng Thành phố của Đảng Xã hội Bulgaria đã ghé qua quầy thông tin của các học viên. Sau khi nghe nói về cách đối xử tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên, anh cho biết, tôi chắc chắn sẽ phải làm điều gì đó cho vấn đề này. Một gia đình đi tới quầy thông tin, người đàn ông cho biết, anh đưa vợ đến để ký bản kiến nghị bởi vì anh đã ký cách đây không lâu. Anh chia sẻ rằng anh làm việc tại Hàn Quốc và biết đến cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Anh cho biết thêm rằng, các buổi thắp nến tưởng niệm do các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc tổ chức là một cảnh tượng vô cùng ấn tượng và hoành tráng. Anh nói rằng những người qua đường nhận ra họ là các học viên Đại Pháp và bày tỏ sự tôn trọng cũng như ngưỡng mộ buổi tưởng niệm lặng lẽ của họ. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt tại cuộc diễu hành Annadel tại Virginia, Mỹ. Cuộc diễu hành Annadel thường niên đã diễn ra vào ngày 28 tháng 10 vừa qua. Sự kiện này đã trở thành một truyền thống được yêu thích kể từ năm 1950 và tuyến đường diễu hành luôn chật kín người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia với nhóm biểu diễn 5 bài công pháp và đội hình diễn chống lưng. Những người tổ chức cuộc diễu hành cảm ơn các học viên vì đã mang vẻ đẹp chân thiện nhẫn đến người dân Annadel. Cuộc diễu hành diễn ra dọc theo tuyến phố Columbia Pier và đi qua khu trung tâm và đi qua khu thương mại sầm uất của Annadel. Nó bao gồm các nhân vật trong truyện tranh, ban nhạc diễu hành, xe hơi cổ, xe quân sự, xe cứu hỏa và các tổ chức dân sự, trinh sát và các vũ công quốc tế. Những người tham gia diễu hành bày tỏ sự cảm kích trước màn biểu diễn chống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người đã nhận tờ rơi giới thiệu về môn tu luyện. Hai học viên trẻ biểu diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên một chiếc xe hoa. Một số người cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và mong muốn tìm hiểu thêm. Ông Dave Marsden, thượng nghị sĩ bang Virginia, đã tham dự cuộc diễu hành. Ông cho biết ông đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trước đây. Ông bày tỏ sự thông cảm khi nghe tin một học viên 70 tuổi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kết án phi pháp 3,5 tù chỉ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Thượng nghị sĩ Marsden nhấn mạnh đây là tinh thần của nước Mỹ. Khi tôi cùng gia đình chuyển tới Annadel vào năm 1952, Annadel chỉ là một thị trấn nhỏ. Ngày hôm nay có rất nhiều sắc tộc, chủng tộc khác nhau tập trung ở đây. Họ quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời cùng nhau xây dựng sự thịnh vượng. Khi các học viên đi ngang qua khán đài, người dẫn chương trình đã giới thiệu
Pháp Luân Đại Pháp là một môn luyện tập thể chất và tinh thần cổ xưa, bao gồm 4 bài tập đứng và 1 bài tọa thiền, đồng thời yêu cầu các học viên tuân theo nguyên lý phổ quát, chân, thiện, nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới. Annadel xin được chào đón Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp hảo, cảm ơn các bạn đã mang đến nguyên lý tốt đẹp, chân, thiện, nhẫn. Ông đề nghị khán giả vỗ tay tán thưởng các học viên và cảm ơn họ một lần nữa. Nhiều người đã chụp ảnh chiếc xe hoa và đội chống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số đã nhận tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp và đọc chúng. Cô Jody Powell, một giáo viên tiểu học, cho biết cô rất thích thiền định và thích màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Cô cho hay nguyên lý chân thiện nhẫn thật tuyệt vời và cô sẽ vào xem trang web Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.